Thưa quý vị, sau một thời gian dài tạm dừng do COVID-19, cầu Rồng đã hoạt động phun lửa phun nước trở lại từ ngày 12 tháng 2. Đây được xem là một hoạt động giải trí hấp dẫn của thành phố Đà Nẵng, nên khi mở lại đã thu hút rất đông đảo người dân thành phố và du khách đến xem và trải nghiệm. Ghi nhận của phóng viên thời sự vào tối qua 13 tháng 2. Nơi tôi đang đứng đây là khu vực phía đông cầu Rồng. Mặc dù còn khá sớm nhưng nhiều người dân thành phố và du khách đã có mặt tại đây để chọn vị trí đẹp để xem cầu Rồng phun lửa và phun nước. Song háo hức là như vậy nhưng mà nhiều người dân thành phố cũng như du khách rất tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Không chỉ trên cầu Rồng mà những khu vực xung quanh cầu đều tấp nập người chờ xem. Hẳn là từ rất lâu rồi thành phố Đà Nẵng mới trở nên nhộn nhịp và đông vui như thế này. Bắt gặp đa số là du khách, ai cũng cho biết là đã hơn 2 lần đến với thành phố. Vì Đà Nẵng thực sự có nhiều cảnh đẹp, con người thân thiện, vô số hoạt động thú vị và đặc biệt, nhất là cầu Rồng phun lửa nước. Họ cho biết đây là hoạt động không thể nào bỏ lỡ khi đến Đà Nẵng. Nhiều khách du lịch cho biết, xem thông tin trên báo đài, biết được thành phố có tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 cao, phòng chống dịch đảm bảo, môi trường an toàn nên an tâm đến du lịch. Đồng thời bản thân và người thân, bạn bè cũng tự ý thức phòng dịch để vui chơi nhưng vẫn an toàn. Có cảm xúc là có thú vị và rất vui, rất thích thú. Sau một thời gian dịch thì mình mong Đà Nẵng sẽ trở lại và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Em cảm thấy hào hức lắm. Vẫn như đợt trước thôi, vẫn chờ đợi một cái sự gì đó đổi mới. Ta nó lại mang lại cái một năm mới gì đó, mình cảm thấy nó phấn khởi hơn. Thì nếu có dịp em vẫn sẽ quay lại với Đà Nẵng để tham quan và du lịch. Việc tổ chức phun lửa nước tại cầu Rồng do Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng thực hiện. Cả hai đợt phun lửa và phun nước diễn ra trong khoảng 15 phút. Thành phố Đà Nẵng ấn định thời gian tổ chức hoạt động này vào 21 giờ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần và các ngày lễ lớn trong năm. Ngoài ra, theo ghi nhận của nhóm phóng viên chúng tôi, nhiều người đến xem cầu Rồng phun lửa nước cũng tiện để tham quan vui chơi ăn uống tại khu vực dưới chân đầu cầu Rồng, tăng hoạt động du lịch của Đà Nẵng. Việc cầu Rồng hoạt động trở lại được xem là bước đầu hồi sinh ngành du lịch thành phố, góp phần kéo du khách quay trở lại Đà Nẵng.